Hi there, it's me. Welcome back to our channel. Our lesson today is a closer look to Unit 10, Our Houses in the Future. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là phần A Closer Look To, bài 10, chủ đề các ngôi nhà trong tương lai. Okay, now you ready? Let's get started. Our lesson today is focused on grammar. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ tập trung vào phần ngữ pháp nhé. Future simple thì tương lai. Okay. Remember, we use the future simple to talk about an action that happens in the future. Các bạn hãy lưu ý là chúng ta sử dụng thì tương lai để nói về một hành động mà nó sẽ xảy ra trong tương lai. Okay, example. Ví dụ, my father will travel on the moon in a supercar in the future. Trong tương lai, ba của tôi sẽ du lịch trên mặt trăng bằng siêu xe. Xảy ra chưa? Chưa. Okay. The second one, we'll live in that cottage next year. Okay. Chúng tôi sẽ sống trong cái ngôi nhà tranh ở đó vào năm tới. Okay. Và cái này là viết tắt của will. Okay. Apostrophe, cái dấu móc và hai cái chữ l là viết tắt của chữ từ will. Okay, we will live in that cottage next year. Hay là will live in that cottage next year. Okay, ở đây mình đọc từ cottage là gì? Nhà tranh. Alright, chúng ta sẽ sống trong ngôi nhà tranh ở đằng kia vào năm tới. Right. Number three, we won't live in that cottage anytime soon. Okay, chúng ta sẽ không sống trong cái ngôi nhà tranh đó nữa, sớm thôi. Okay, và ở đây won't live, won't là viết tắt của will not, alright? Won't is the short form of will not. Okay, we will not live, hay là we won't live in that cottage anytime soon. Chúng ta sẽ không sống trong cái ngôi nhà tranh đó, sớm thôi. Alright. Number four, will they live on the moon? Will they live on the moon? Họ sẽ sống trên mặt trăng phải không? Yes, they will. No, they won't. Okay. Nếu mình trả lời có, yes, thì là khẳng định, thì chủ ngữ cộng với will. Nếu ở dạng phủ định, thì sẽ là no, they will not. Chính là won't. Won't là viết tắt của will not. Okay. Như vậy các bạn để ý, đối với thì tương lai đơn nó có cấu trúc như thế nào? Will cộng với động từ nguyên mẫu. Will cộng với động từ nguyên mẫu. Okay. Và nó nói về một hành động mà xảy ra trong tương lai. Okay. Very good. Now, number one. 1. Fill the blanks with will or won't to make the sentences true for you. Number 1. Fill the blanks with will or won't to make the sentences true for you. Bây giờ chúng ta sẽ điền vào chỗ trống với trợ động từ will hoặc là won't. Will thì sẽ được viết tắt là apostrophe, cái dấu móc và hai chữ l, hoặc là won't là viết tắt của will not để hoàn tất những câu sau. Ok. Example. Ví dụ, I think I'll listen to music in the afternoon. Tôi nghĩ là tôi sẽ nghe nhạc vào chiều nay. Ok. Right. Ở đây mình sẽ là I will listen to music. Thì I will thì mình sẽ viết tắt là I apostrophe double L, tức là có dấu móc và chữ double chữ l. Ok, mình just như cái này mình sẽ đọc là all. I think I'll listen to music in the afternoon. Tôi nghĩ là tôi sẽ nghe nhạc vào chiều nay. Ok. Number one, I think I stay at home tonight. Tôi nghĩ là tôi sẽ ở nhà tối nay. Ok, tôi nghĩ là tôi sẽ ở nhà tối nay thì mình sẽ viết làm sao? I will.
Tôi nghĩ là tôi sẽ ở nhà tối nay là mình sẽ viết là I think I will stay at home tonight. Và mình sẽ viết tắt là gì? I will hoặc là I'll. Ok. I think I'll stay at home tonight. Ok. Cái từ này mình sẽ đọc là I'll. I think I'll stay at home tonight. Hoặc là nếu mà mình không dự định là mình nghĩ là mình sẽ không ở nhà vào hôm nay thì mình sẽ viết làm sao? I won't. I will not. I will not. Hoặc là viết tắt sẽ là I won't. Ok. I won't. I think I won't stay at home tonight. Tôi nghĩ là tôi sẽ không ở nhà tối nay. Alright. Number two. My friends go to the library this afternoon. Các bạn của tôi sẽ không đi đến thư viện vào chiều nay. Thì mình sẽ nói làm sao? I will not. Các bạn của tôi sẽ không đi đến thư viện vào chiều nay. Hoặc là mình sẽ viết tắt là won't. My friends won't go to the library this afternoon. Các bạn của tôi sẽ không đi đến thư viện vào chiều nay. Ok, hoặc là các bạn của tôi sẽ đi đến thư viện vào chiều nay thì mình sẽ viết làm sao? They will go to the library this afternoon. Họ sẽ đi đến thư viện vào chiều nay. Ok. Number three, my mom make a cake today. My mom, mẹ của tôi sẽ làm bánh hôm nay thì mình sẽ nói sao? My mom will make a cake today. My mom will make a cake today. Mẹ của tôi sẽ làm bánh hôm nay. Ok. Nếu mà mình nói là mẹ của tôi dự định là mẹ của tôi sẽ không làm bánh trong hôm nay thì mình sẽ nói như sao? I will not. Và mình sẽ viết tắt là won't. Ok. My mom won't make a cake today. Mẹ của tôi sẽ không làm bánh hôm nay. Alright. Number four. I have an English test tomorrow. I have an English test tomorrow. Tôi sẽ có một bài kiểm tra vào ngày mai, đúng không? Như vậy I will have an English test tomorrow. Tôi sẽ có một bài kiểm tra môn tiếng Anh vào ngày mai. I will thì mình sẽ viết tắt là gì? I'll. Ok, I'll mình sẽ đọc là gì? I'll have an English test tomorrow. I'll have an English test tomorrow. Tôi sẽ có một bài kiểm tra môn tiếng Anh vào ngày mai. Ok. Or number 5. Our family move to the new house next week. Our family move to the new house next week. Gia đình của chúng tôi sẽ di chuyển đến cái ngôi nhà mới vào tuần tới. Như vậy là ở đây sẽ là will. Ok. Right. Gia đình của chúng tôi sẽ di chuyển đến ngôi nhà mới vào tuần tới. Hoặc là gia đình của chúng tôi sẽ không di chuyển đến ngôi nhà mới vào tuần tới. Trường hợp phủ định thì mình chỉ cần thêm not. Will not. Và will not chính là viết tắt của từ won't. Ok. Our family won't move to the new house next week. Gia đình của chúng tôi sẽ không di chuyển đến ngôi nhà mới vào tuần tới. Ok. Như vậy ở khẳng định thì sẽ là will cộng với động từ nguyên mẫu là sẽ. Còn ở dạng phủ định sẽ là will not, viết tắt là won't. Đó là chúng tôi sẽ không. Ok. Very good. Now let's move. 2. Complete the conversation with or. Number 2. Complete the conversation with will or won't. Bây giờ trong phần 2 chúng ta sẽ hoàn tất cái đoạn hội thoại sau với cái modal verb will hoặc là won't. Will viết tắt là apostrophe s double l or will not. That means won't. Okay. A. Oh no, the dog run away again. Oh không, con chó là chạy đi mất đâu lần nữa rồi. Okay. Ồ không, con chó lại chạy đi đâu nữa rồi. Ok. B. Don't worry. He will come back. Ok. He will come back.
hoặc là mình viết tắt là apostrophe double R, he'll come back. Đừng có lo lắng, cậu ấy sẽ trở về sớm. Cậu ấy sẽ trở về. A, are you sure he will? Ok, are you sure he will? Bạn chắc là cậu ấy sẽ will come back đó nha. Are you sure he will? Tức là are you sure he will come back? Ok, bạn chắc chắn là cậu ấy sẽ trở về. B, ok, we might not come back today. Ok, he might not come back today, but I'm sure he will come back tomorrow. Alright? Ok, he might not come back today, but I'm sure he will come back tomorrow. Ok, cậu ấy có thể là không trở về hôm nay, nhưng mà tôi chắc chắn rằng là cậu ấy sẽ trở về vào ngày mai. Ok, như vậy ở đây, he will hoặc là he, apostrophe S double L. Ok, mình sẽ đọc là he'll. Ok, he'll. He'll come back tomorrow or he will come back tomorrow. Alright, A, I don't believe you. Tôi không tin bạn. Tôi không tin bạn. He won't come back. Đúng không? He won't come back. Tức là he will not come back. Tôi không tin bạn. Cậu ấy sẽ không trở về. We will never see him again. Okay? We will never see him again. Or will. Hoặc là mình có thể viết tắt là cái này, và chúng ta sẽ đọc là we'll never see him again. We'll never see him again. Okay? We'll never see him again. I'm sure. Và chúng tôi sẽ không bao giờ gặp cậu ấy lại lần nữa. Tôi chắc chắn. Bạn B trả lời sao? Oh, look. Here he is. Oh, nhìn kìa. Cậu ấy đây nè. Okay? Rồi, ở đây mình sẽ có gì? Ở đây mình sẽ có gì đây? Ở đây mình sẽ có từ run away, là chạy đi nó mất tiêu rồi. Ok, run away, ran away again, tức là lại chạy đi đâu mất tiêu. Ok, ran away là quá khứ của run away, là chạy, chạy đi đâu mất rồi, chạy đi đâu á. Ok, run away là quá khứ của run away. Ok, ta có cụm từ come back là sẽ trở về. Come back là trở về. Ok, come back home, trở về nhà. Ok, ok, các bạn lưu ý ở đây, he mà viết tắt he'll, mình sẽ đọc là he'll. Ok, he'll, he, và cái này mình sẽ đọc là he'll. Ok, còn we và cái đuôi này ta sẽ đọc là viết tắt của từ will, ta sẽ đọc là will. Ok, we'll never see him again. We'll never see him again. Ok, we'll never see him again. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy cậu ấy lại lần nữa. Ok, now next more. 3. Write sentences using will or won't and the words given. Number 3. Write sentences using will or won't and the words given. Ok, bây giờ chúng ta sẽ viết câu sử dụng will hoặc là won't hoặc là những và những từ cho sẵn ha. Chúng ta sẽ viết câu sử dụng will hoặc là won't và những từ cho sẵn. So number one, they have here computer, do housework. So we can write here, a computer will help me to do my housework, right? A computer will help me to do my housework, or a computer won't help me to do my homework. Ok, một cái máy tính thì có thể giúp tôi làm bài tập về nhà. Hoặc là mình có thể nói như sao? Một cái máy tính thì sẽ không giúp tôi làm bài tập về nhà. Alright, a computer will help me to do my housework, or a computer
won't help me to do my homework. Okay, housework. All right. Number two, we have here robot water or water flowers. Okay, người máy, từ nước. So we can write here a robot will help me to water the flowers. A robot will help me to water the flowers. À, người máy thì có thể giúp tôi tưới hoa. Alright. Number three, a smart TV. We have here smart TV cook meal. So we can write here a smart TV will help me to cook meals. A smart TV won't help me to cook meals. Một cái TV thông minh thì không thể giúp tôi nấu ăn. Okay. A smart TV won't help me to cook meals. Right? Number four, a washing machine iron clothes. Một cái máy giặt thì có thể giúp tôi ủi quần áo, hoặc là một cái máy giặt thì không thể giúp tôi là quần áo, ủi là quần áo. Okay. A washing machine will help me to iron the clothes. Or a washing machine won't help me to iron the clothes. Okay. Một cái máy giặt thì có thể giúp tôi ủi là quần áo, hoặc là một cái máy giặt thì có thể giúp tôi thì không thể giúp tôi ủi quần áo. Alright. Number five, smartphone take care children. A smartphone will help me to take care of the children. Right? A smartphone won't help me to take care of the children. Một cái điện thoại thông minh thì không thể giúp tôi chăm sóc những đứa trẻ. Okay? A smartphone won't help me to take care of the children. Một cái chiếc điện thoại thông minh thì không thể giúp tôi chăm sóc các đứa trẻ. Okay? Thì ở đây mình sẽ có gì? Ở đây mình có gì nhỉ? Do the housework, tức là làm công việc nhà. Alright, to do the housework or to do my housework, làm công việc nhà của tôi. Ở ta có cái cụm gì? Water the flowers. Water the flowers là tưới hoa. Cook meals là nấu các bữa ăn. Alright, cook meals là nấu các bữa ăn. Ta có từ iron. Iron. Iron có nghĩa là danh từ. Danh từ nó là cái bằng là, bằng ủi. Còn động từ nó là gì? Là ủi quần áo. Ok, như vậy từ này nó vừa là danh từ, vừa là động từ. Và trong bài của chúng ta ngày hôm nay, nó là động từ iron the clothes, là ủi quần áo. Iron the clothes là ủi quần áo. Danh từ của nó là cái bằng ủi, bằng là. Ok, iron the clothes là ủi quần áo. Tiếp theo ta có động từ, với cụm động từ take care of something, somebody. Take care of là chăm sóc ai. Take care of someone, chăm sóc ai. Take care of take care of the children là chăm sóc bọn trẻ. Alright. Very good. Now let's move. Okay, now the second one is mind for future possibility. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua điểm ngữ pháp thứ hai, đó là gì? Mind for future possibility, tức là mind được sử dụng cho cái khả năng trong tương lai. Now remember, we use mind plus verb infinity to talk about actions that are possible in the future. We are not sure if they will happen or not. Okay? Trong phần này chúng ta hãy lưu ý là chúng ta sử dụng cấu trúc might cộng với động từ nguyên mẫu để nói về những hành động có thể xảy ra trong tương lai. Chúng ta sẽ không chắc chắn liệu là chúng xảy ra hay là không. Ok, examples. Ví dụ, we might live in a unidentified flying object. Chúng ta có thể sống ở trong một cái thiết bị bay không xác định. Ok, chúng ta có thể sống trong một cái vật thể bay không xác định. UFO does mean unidentified flying objects. Ok, thiết bị hay là vật thể bay không xác định. We might not travel in cars. Và chúng ta không thể du lịch
trong ô tô, trong những chiếc ô tô. Ok, we might not travel in cars, là chúng ta không thể du lịch trong những chiếc ô tô. Ok, như vậy cấu trúc might cộng động từ nguyên mẫu là để nói về những hành động mà nó có thể xảy ra trong tương lai, chúng ta không chắc chắn rằng là liệu nó sẽ xảy ra hay là không nha. Now, let's see. 4. Read the two poems. Tick check mark T true or F false. Number 2. Number 4. Read the two poems. Tick true or false. Ở trong phần hoạt động số 4, chúng ta sẽ đọc hai bài thơ và sẽ đánh dấu đúng sai. Ok. Now, here we have two poems. Chúng ta sẽ có hai bài thơ. The first one, in the future, we might go on holiday to the moon. We might stay there for a long time. We might have a great time. We might come home soon. Henry, age 11. Bài thơ đầu tiên, the first one. Trong tương lai, chúng ta có thể du lịch trên mặt trăng. Chúng ta có thể ở đó trong khoảng một thời gian dài. Chúng ta sẽ có một thời gian tuyệt vời. Chúng ta có thể trở về nhà sớm. Okay. Bài thơ này là của bạn Henry, 11 tuổi. Now, the second one. In the future, we might live with robots. They might clean our houses. They might wash our clothes. They might not talk to us. Jenny, age 12. Bài thơ này là của bạn Jenny, 12 tuổi nha. Trong tương lai, chúng ta có thể sống với người máy. Chúng có thể lau chùi nhà cửa cho chúng ta. Chúng có thể giặt giũ quần áo cho chúng ta. Chúng có thể là không nói với chúng ta. Đây là bài thơ của bạn Jenny, 12 tuổi. Ok, now, let's check these sentences. Ok, is it true or false? Ok, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra những câu bên dưới này thì đúng hay là sai so với nội dung hai bài thơ. Right? Number 1. Jenny thinks we might live with robots. Bạn Jenny nghĩ rằng là chúng ta có thể sống với người máy. Is it true or false? True. Okay. So here we have we might live with robots. Okay. Chúng ta có thể sống với người máy. Bạn Jerry có nói là như vậy, đúng không? Number 2. Henry thinks we might travel to the moon. Bạn Henry nghĩ là chúng ta có thể du lịch đến mặt trăng. Is it true or false? True. Okay, so what the key here? We might go on holiday to the moon. Chúng ta có thể du lịch trên mặt trăng. Right? Number 3. Jenny thinks robots might not clean our houses. Bạn Jenny thì nghĩ là người máy có thể không lau chùi dọn dẹp nhà cửa của chúng ta. True or false? False. So where the key? Jenny say they might clean our houses. Bạn Jenny có đề cập là chúng có thể lau chùi nhà cửa của chúng ta. Như vậy câu số 3. Sai. Okay, number 4. Henry thinks we will stay on the moon for a short time. Bạn Henry nghĩ là chúng ta sẽ ở trên mặt trăng trong một khoảng thời gian ngắn. Is it true or false? False. So where the key here? We might stay there for a long time, not a short time. Chúng ta có thể sẽ ở đó, là ở đâu? The moon, mặt trăng. Cho khoảng một thời gian dài, a long time, not a short time. So number 4 is false. Now number 5. Jenny thinks robots might help us to do the housework. Bạn Jenny nghĩ rằng là người máy có thể giúp chúng ta làm việc nhà. Is it true or false? True. So where the key here? They might clean our houses. They might wash our clothes. Okay. Chúng có thể giúp chúng ta lau chùi nhà cửa. Chúng có thể giặt giũ quần áo của chúng ta. Alright. Now the last one. Henry thinks
We might not have a great time on the moon. Bạn Henry nghĩ là chúng ta không có thời gian tuyệt vời trên mặt trăng. Is it true or false? False. So where the key? Here, we might have a great time. Chúng ta có thể sẽ có một thời gian tuyệt vời. Not might not. This is might not. So, number 6. False. Câu số 6 đề cập là might not, là không có một thời gian tuyệt vời. Như vậy là sai nha. So, number 6. False. Alright, check. Very good. Now, let's move on. 5. Work in groups. Think about what you might do or have in the future. Share your ideas with your classmates. Activity 5. Working groups. Think about what you might do or have in the future. Share your ideas with your classmates. Ở trong phần hoạt động số 5, chúng ta sẽ làm việc theo nhóm. Chúng ta sẽ nghĩ những gì mà chúng ta có thể làm trong tương lai. Sau đó thì chúng ta sẽ chia sẻ cái ý tưởng của mình với cả lớp. Alright, example, ví dụ, I might have a smartphone to search the internet. Tôi có thể có một cái chiếc điện thoại thông minh để lướt web. Okay. Alright. In the future, we might have robot to help her to do the housework. Okay, hay là trong tương lai, chúng ta có thể sẽ có người máy giúp chúng ta làm việc nhà. In the future, we might watch movie on smartphones. Hay là trong tương lai, chúng ta có thể xem phim trên những bức tường thông minh. Okay. In the future, we might have automatic food machines help us to cook all our food. Hay là trong tương lai, chúng ta sẽ có những thiết bị nấu ăn tự động sẽ giúp chúng ta nấu các bữa ăn, okay? Nấu đồ ăn, alright? Or in the future, we might shop online, okay? In the future, we might shop online instead of go shopping in the supermarket. Hay là trong tương lai, chúng ta sẽ có thể là mua sắm online thay vì là phải đi shopping ở siêu thị, okay? Okay, etc. Alright. Okay, we stop here. Thank you so much for your listening and see you next video. Bye.